tôi hai cô cháu tôi không có ý định á là đến đây là sẽ gặp cô, tại vì hai cô cháu đây là thật sự là gặp cô là một cái sự bất ngờ. Cơ duyên gì đó thôi, chắc có thể là có duyên cho nên này cũng vậy tôi mới gặp được cô. Thì hiện tại hai cô cháu á thắp lên ba nén hương này để nếu mà cô có oan ức gì hoặc là có cần sự giúp đỡ gì hai cô cháu. Rõ chứ, mà không thì không là mình cứ đứng ở đây là bế mình lại gần đốt xong ăn nhang xong biết. Nam mô Di Đà Phật. Cái gì đẩy ra. Ủa nó tiêu rồi, mất. Ủa mọi người đó mà tiêu rồi. Tiêu rồi. Dạ có dạng vào đây tao vừa lại tôi đứng đốt ba nén hương á là bị đẩy ra mất tiêu luôn. Là mình chào cả nhà, con chào cả nhà đã quay lại với kênh Gió Đồng và kênh Săn Ma Vlog cả nhà ơi. Con chào cả nhà, cả nhà ơi. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay hai cậu cháu con trở lại một cái nơi mà lâu lắm cũng khá lâu rồi, chắc cũng 3-4 tháng gì đó tụi con chưa trở lại ở nơi ba cái giếng cả nhà. Chắc cô chú chị xem trước đây chắc là sẽ biết được nơi. Có nhiều cô chú chị hỏi nói sao lọc cái tú lâu quá không thấy hai cậu cháu trở lại cái ba cái giếng mà bị trắng nghiệm đó mà không biết nơi đó như thế nào. Thì cả nhà ơi, ở đây không biết cả nhà xem mà không biết thì chắc là một số cô chú anh chị á không có xem cái tập gần nhất là khi mà tụi con đến đây và đã giúp được hai cái bông linh. Còn hầu như là mình nhớ là giúp hai bông linh ở trong giếng nhỏ cái bìa phải không? Đúng rồi, giếng bìa, cái biếng có nước á. Giếng nhỏ giếng sâu cái nhà. Đúng rồi. Giếng mà nhỏ mà dưới có nước. Còn hầu như những cái giếng bên trong á, giếng trong giếng lớn nhưng mà khá là có nó cạn hơn nhưng mà khô. Nhưng mà thời gian gần đây có lẽ tôi nghĩ con nghĩ khi trở lại chắc lẽ giếng nào có nước hết, tại vì mưa và nước sẽ đọng, chắc nghĩ ở đó thì nó có nước hết. Cả nhà thì lần đó thì tụi con đã giúp được hai cái bông kia, còn một cái người đàn ông mà họ cũng gọi là người ông như gâu bạc phải không? Gâu bạc mà gâu bạc, giống như đạo sĩ vậy đó. Giống như đạo sĩ búi tóc. Ông cầm một cái cây giống như cái phất trần á, cái phất trần. Đúng rồi, nhưng mà thường thường những người đó là ta đã đắc đạo rồi. Những người đắc đạo nhưng mà ông này ông lại ác. Mới lạ chứ. Có thể là cũng giống như là ở trên núi mình thấy ông già mà tâm tà tâm chánh đó, rồi với là có thể là ông này ông tu nhưng mà ông tu theo cái phương pháp nào đó, ông cũng thành một cái gì đó nhưng mà ông phải theo bên chánh tà, bên chánh mà theo bên tà đó. Thì đôi khi mình thấy hình dạng ông cũng là một giống như ông tiên hoặc là một vị nào đó gì, nhưng mà cái tâm ông thì không phải là về chánh mà ông ta lại ủng hộ bên tà đó. Thì nói không được, tụi con cũng chưa tiếp xúc nhiều với ông này, chỉ có hình như một hai lần gì đó phải không? Có một lần một á, hai lần, hai lần cái gì là đã gặp rồi. Cả nhà thì con cũng giúp cho hai người kia đi được rồi. Có nghĩa là nơi đây á, tổng cộng chúng ta giúp được ba bông, ba bông hình như là cái ông mặt xương, mặt bảy xương giống như thông phân hủy á. Ông đó nè với cái bà mà bị trâu cái giếng, một người nữ áo trắng mà lắp giếng đó, với một người phụ nữ áo đen. Với mà ông tiên này thì chưa có ông tiên hay ông gì không biết, ông này không ấm tiên đâu, tiên đâu mát. Mà cũng có thể là tụi con chưa có tiếp cận được và cũng như chưa tiếp được với ông này nữa. Thì hai cô cháu cũng nghe cô bác nói tại sao mà lâu rồi không đến để xem nơi đó như thế nào rồi, cũng ý là cô chú anh chị cả nhà cũng mong con trở lại để tìm hiểu thêm hoặc là coi cái nơi đây coi hiện tại như thế nào rồi, nếu mà hữu duyên với vong linh nào mà xuất hiện ở đây nữa thì giúp, hai là có nghĩa mình tìm hiểu sâu hơn về cái vong linh kia, cái vong linh mà hai cậu cháu cũng đã từng có duyên gặp mặt nhưng mà không có duyên để giúp đỡ họ. Thì thời gian qua cái nhà thì cậu cháu cũng một thời gian không trở lại nên cảnh vật nơi đây thật sự thay đổi rất là nhiều và hầu như là nhìn rất là lạ luôn á, không phải như trước đây nữa. Hầu như khác hoàn cây toàn. Cối lá cỏ rồi mọc rất là nhiều tùm. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì nó đây là cô chú biết rồi, là trước đây chắc là một cái làng, một cái xóm gì đó mà nhưng có thể là vì nguyên nhân mà vong linh họ ở những cái giếng này phá quá nên người ta đi hết đó. Thì tôi con sẽ tìm hiểu lại từ đầu tại vì những vong linh kia trước kia đi rồi. Nhưng mà cái ông này thì cái ông giống ông tiên này thì không biết là ông còn đây hay không thì đó không có chắc được, tại nhìn vì ông lạ quá. Ông thứ nhất là ông lạ, thứ hai nữa là theo mình nghĩ dốc dáng của ông như vậy chắc là ông không ở yên chỗ đâu.
Có thể là ông có thần thông gì sao ông di chuyển nơi này nơi kia đâu. Thì cả nhà hai cậu cháu á, nói chung á thì đến đâu cũng vậy, mình ráng cố gắng hết sức thôi, nhưng mà nhiều khi có những nơi thì quá thì mũi cắn đít không có hoàn thành được cái gọi là cái sứ mạng mình muốn đến giúp đỡ những cái vong linh, muốn nói chung trợ duyên cho họ. Tại vì mình giúp cho họ thì mình mang được cái phước, cái phần tốt cho mình sau này. Mới nói chung mình tụi con cũng chẳng tốt gì, mình cũng vậy, ai cũng sẽ dính trong, có nghĩa là trong các tội khoảng vẻ có thôi, không sát sanh hay khẩu nghiệp, không khẩu nghiệp thì tà dâm, không tà dâm gì tùm lum hết trơn đổi chứ. Mà mình đâu phải không, con người chúng ta không có ai mà thoát khỏi cái vấn đề đó chứ. Bởi mình giúp họ rồi sau này nếu mà mình mất đi thì giống như mình cơ duyên mình đỡ được phần nào, mình hay là thêm ta. Nói chung việc tụi con chỉ cố gắng hết sức cái công việc của mình. Thì cái dài thì thôi bây giờ hai cô cháu con mời một chú anh chị của các bạn cùng di chuyển xung quanh khu vực ở đây, và cũng như là ba cái giếng, và xem thử coi cái ông lão đó còn ở đây hay không, hay hoặc là có duyên nào với ông khác nữa nha. Vậy cả nhà đi cùng tụi con để xem như thế nào nha cả nhà. Giếng giờ cây cối gì che trơn không? Phức luôn rồi. Cái nhà giếng phía đây. Mà bây giờ thôi mình không lỡ giếng làm gì đâu. Đi quên đi qua bên cái giếng đây thôi. Đi đường này dễ hơn nè tôi ơi. Quên đó, đường này nè. Mà sao cỏ cái ầm bùm quá. Mà thấy dễ hơn đó, nó gai lắm. Tôi sợ con ấy quá. Thôi mày im lặng đi. Mát mát. Mát mát lâu lắm rồi đây cả nhà. Thấy chưa? Hình như ít có ai đến đây lắm á. Không ai đi qua cái đường. Cái đường đi mà đường mòn mà cây cỏ lên xanh luôn. Không bích đường mòn là không ai đi, không ai dậm nó mới lên dữ vậy. Ủa? Trời trời, giật mình. Cái gì vậy? Tôi nhánh cây kìa. Cái gì? Đồng tan quay vòng đó. nó gãy nó rồi, con dây nó cột là dính dây đó. Cái gì đồng tan. Quay y ăn chừng nay. Gì vậy? Gì vậy? Cái cây có người cưa nè. Ý, cái cây này có trái kìa. Ok. Ý, cái gì? Đùng. Cái gì? Trái bự kìa. Trái trộn nhau, nhau trái chứ. Cái gì? Trái thị kìa. Mà thôi không thị đâu. Phải thị. Ăn được không ta? Ai đâu biết. Chắc là chắc không còn đâu. Không phải trái thị. Cái gì ngộ á. Phải đâu. Có rụng lụm thứ này. Chưa chín mà. Bây giờ bắt đầu đi từ dưới ngoài kia vô đảo ngược lại đi. Vô đây luôn hả? Đây khó đi lắm. Mắt chui chứ. Cái gì? Vậy là mình đi luôn qua bên giếng bển hả? Ừ. Giờ không bển rồi đảo ngược lại. Xa dữ gì? Chứ cái đường này mắc chui không à? Cái đường này có ai đâu đi trời ơi, coi nè. Bắt đầu đường luôn rồi. Thì có một ông tùm. Chuối rồi, bây giờ lên tốt giữa hang có nước rồi. Gì? Có nước rồi, chuối lên tốt. Ừ. Cây cối giờ, mọc lên bích chịch chứ. Lâu quá không có ai lại đây hay sao? Này nhìn hết ra cái giếng luôn rồi. Không biết chứ đi không được. Hết thấy luôn. Tại vì leo nè. Ây quá dạ. Mặn nhện á. Rộng đi giếng luôn rồi. Gì? Bên giếng luôn rồi. Mặc đồ giếng hả? Ừ. Cây cối che phước hết trơn rồi. Mẹ đâu còn thấy gì đâu. Còn ủa? Thấy. Con mẹ à. Còn thấy được cái viền. Cái viền đây. Ê. Trên đời dưới thế cây chuối này không? Gì? Cái nè. Cái này không luôn vậy hả? Đâm cái không luôn nè. Cây gì? Cái nè. Cây gì? Mà cây chuối được đó nè. Ừ mà đâm cái không lên nè. Đọc gì? Nhà thấy không? Gì? Cái gì? Gì? Gì đâu? Cái cây này nó quật nè. À để đốt nhang đây. Đâu quá không đến đây có nước không biết nè. Đi coi thử. Trời nước cả mô luôn. Ừ. Đây có cá luôn hay gì? Ý ếch. Ếch lặn ụt dưới. Rồi xuống dưới rồi sao lên?
bởi vậy chân chật quá. Không phải ý là ếch xuống dưới rồi lấy gì lên. Mà sao xuống đó được hay nè, nhảy lộn chứ, vô tình. Đúng là ếch ngồi đã giếng đi. Heo mi, heo mi nè, mày đốt đi. Dơ quá cả nhà. Trời ơi, nước ủng ỉnh luôn. Ừ. Cái gì kỳ ta? Cái gì? Cái gì vậy? Không biết cái gì nữa. Trên cây á. Quái ta. Cái chú gì đâm ngang hông lạ thì sức sống mãnh liệt. Mua gì Phật, con cầu Phật tổ báo thay, chú quan cô thần, chú vị thiên thần, chú vị nắm nông cái núi đang chạch đây. Hôm nay cậu cháu con có duyên trở lại đất này, thì trước đây á, đây cũng có nhiều linh, thì chúng con chúng vị cũng đã giúp được một số linh đi rồi, thì hôm nay trở lại có cơ duyên. Và nếu mà ở đây á, hiện tại đang có linh nào đó đang trú ẩn hoặc là từ nơi nào khác đến đây, thì tôi con mong được gặp gỡ linh đó và cũng như là có cơ hội giúp đỡ linh đó. Nam mô Phật, mong đang chạch đây giúp đỡ gia hộ cho tôi con gặp được linh. Hôm nay cái gì? Hôm nay ban ngày, ồ, nước nôi lụm tủm. Nước không à, chỗ ấy rộng rồi, cả nhà thấy. Đi bên giếng lớn thì quan trọng bên đi. Đó. Không biết là, nãy giờ có những cái gì lạ lạ đó. Ừ, sụp xe quay. Cây cối lung trinh, dây leo rộng đưa lắm. Dạ, quay. Cái gì mà xài này giờ nó nhìn cũng ghê ghê ha. Dơ quá dơ. Di chuyển. Cái gì? Cái gì? Gì? Cây khô rụng nè. Cây bên giếng làm như bị chết luôn á gì á. Kìa dàn khè bên kìa. Thiếu sữa hả? Ừ. Quá cái đường này chắc ông mày đi đâu. Nhìn nó tùm. Mọc tùm chứ. Dữ lắm mà đường bọng gì có ai đi đâu. Chắc hai mình ở đây. Ôi nhà nó thấy giếng luôn kìa. Cái đâu ta? Thẳng vô. Phức trời. Bên đây mà. Nè. Bên đây nè. Cái gì? Ủa? Thấy không? Thấy. Ê, nhắm tới. Cái gì? Nam mô Phật, cho hỏi ai đó. Ủa? Cô gái này, người ma ta. Sao biết, y cái người giống người Khmer quá. Mặc đồ cũng giống nữa. Cô ơi, cô còn sống không? Ê, tụt giếng rồi. Cái gì? Tụt giếng rồi. Dưới giếng hả? Tụt dưới giếng luôn rồi. Ê, quá chắc. Tôi đổ xuống dưới luôn á. Trong giếng hả? Ừ, tôi đổ xuống dưới. Tiếng gì? Ồ, nước dữ lắm mày. Nước không hả? Nước rồi.
Ây da. Gì trời. Gì? Anh biết đâu xuống xuống cái giò tôi. Gì trời. Ây, cái cô gái này giống người ta hả vậy? Mà nhìn mặt hình như là một cái áo màu hồng hồng hồng. Giống người người dân tộc Khmer. Mà tóc dài quá ha. Ừ. Kỳ lạ đó. Chưa nhìn rõ nữa mà mất tiêu rồi. Ừ. Tôi ngoái lại là thấy tụt cái ụt này nè. Tụt chứ luôn mà sao mà không thấy gì nước động cũng như là. À, nếu như mà người thì tụt chứ mà nước phải động rồi. Mà ai tụt cái làm gì bất cái gì. Bởi vậy. Chứ bất cái gì phải tụt với cái giếng làm gì. Nhưng mày giờ mì xuống dưới rồi hai lôi mì lên. Kiểu khô qua mai còn tìm cách là được nước kiểu này chắc. Lỗi. Đây, đúc 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 bà đang hương thì mày. Dừa dái quá. Dừa dái. Dừa dái. Tại sao là dừa dái. Dừa dái. Ông ngoài ông cầm hả tôi cầm. Mày cầm á. Nãy đưa mày mà. Để thấy rồi. Gì? Cô gái kìa. Cô gái đứng đó kìa. Cô gái nào? Cô gái nãy á. Đâu? Đó. Nhắm nhắm nhắm. Thấy không? Nhắm một bên đây. Nam mô A Di Phật. À, cô ơi cho tôi hỏi cô là người hay là vong linh vậy? Cô có bình thường không? À, từ 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 từ. Biết sao không? Tại đôi khi mình thấy những cái này rõ quá nhìn không biết phân biệt được người là ma luôn. Ê còn ở phía đây nè, phía đây nè, phía đây nè, phía đây nè. Còn ở đó đó, ở ngay thân cây còn, đó. Còn gốc cây phải không? Ừ. Cái gì? Quái đáng. Cái gì nhảy đó? Không biết nữa. Quý cái nhanh cây. Đây, ở đây tôi qua bảnh nè. Từ từ, từ phía sau gốc cây. Ờ, tôi qua bảnh. Căng thẳng nha. Tiếng giống như ai nhảy xuống dưới vậy. Ừ, thì nãy tôi nói đó. Nãy à. Thấy quá tục đó. Môi Phật. Ở đâu rồi? Không còn hả? À? Ây da mũi. Không tiêu vậy. Ê cái gì kìa. Trời văng nước lên trên luôn mọi người. Cô kìa. Gì? Nước dẫn sóng hình định dưới luôn. Cô kìa. Tim lên kìa. Không biết cái gì nữa. Cái gì mà dữ đi. Đi ra có gì nặng lắm á, rơi xuống á. Gì vậy trời? Gì? Ê, có một cái lụ đen gì đó, nước ra dưới mà nước á. Thôi bên đây nè, nước qua đây nè. Giống như là một cái gì vật thể gì mà đen mà nó dài. À, chừng mít nè. Tổng cái gầu gì đó. Cái gì vật thể gì mà đen mà nó dài á. Đen dài á. Ừ. Gan gì không? Gì? Không, ý là cái như đây nè. Bự á. Ừ. Dài vậy đó. Đâu có dài vậy. Đốt đi đốt nhang cho coi đi. Đốt đâu? Đây à. Đó. Môi Di Phật. Thì hôm nay cậu cháu tôi có dịp trở lại đây. Thì trước cũng đã đến đây vài lần rồi, cũng đỡ được các linh mũi quá mũi. Thì hôm nay trở lại thì có duyên không biết đây là cậu cháu tôi không biết là đây là vong linh cô gái nào đó hay hoặc là một người đó có vẻ như không bình thường. Thì lúc nãy cũng có thấy thì nếu mà hương linh thì cho được cho phép chúng tôi được bằng phép là gặp mày ở hương linh và giao tiếp hương linh coi hương linh đang cần điều gì và ý có khi nào mấy cái cây khô chảnh dứt xuống ta. Cây khô này rất nặng dữ rồi chứ nó rồi nó đâu ấy thấy rõ ràng mà. Nhưng mà cái chảnh nó xíu à chứ con cây rất. Mà nếu mà rớt đâu mà chính xác lọt cái bon cái giếng sao cắn mé rồi cái gì đó. Ai biết rồi. Thì giờ các linh đây, nếu mà đang có mặt hiện hữu đây, nghe chúng tôi khấn vái bao nhiêu lần. Những cái lời nguyện này thì người đã xuất hiện. Nếu có người đã xuất hiện được ban ngày rồi thì chắc lẽ cái người cũng đã không phải là bình thường nữa đâu. Cái gì? Cô gái đứng đó kìa. Đi cắm mạng người này. Ê mày cầm máy anh tao ơi. Cầm máy anh tao ơi. Ê cẩn thận nha. Để tao cho. Ủa
Tao lo lắng mà. Ông lắng ông ăn thằng nha. Còn ba cái hương nãy đâu rồi? Tôi cắm vào cái giếng rồi. Nam mô Di Đà Phật. Ủa? Cô ơi, Vô Minh từ đâu đến đây vậy? Hay là cô là người ở đây? Và cô xuất hiện ở đây là... Mà phải là Linh không đó? Không biết. Sao giống người... Giống như người bình thường á. Ừ, có người nào cái người tâm bị tâm thần này nọ vô mấy đây đi luôn lang thang cái này không? Coi cô nếu mà gia đình cô đâu cô? Vậy đó mà đỡ nhét đó được hay đấy. Gì? Vậy mà cả được hay. Thì. Gia đình cô đâu? Cô xuất hiện ở đây tại sao mà cô ở đây? Cái gì? Cô ơi, nếu mà cô là người thì được không? Cái này không phải mấy người. Ê, coi thử coi. Cái gì trời? Ừ, cậy đi. Cái gì với tiền cái này nè? Cái gì? Với tiền lum lay này nè. Ủa. Cô đâu ra vậy? Ai đâu biết? Nãy đâu có. Nãy đâu có. Cái khi nào gõ mình không? Đâu có đường đây nè. Tôi đã cái mặt nãy giờ luôn mà. Chứ đâu ra kỳ gì. Cái tiền qua. Đây là cái cây nè. Chết máy ở đây luôn rồi. Ở dưới. Thấy nãy giờ cô gái xuất hiện. Dạ. Cái gì vậy? Ây da. Gây găng rồi. Dạ, gây lửa ố. Mà gây găng. Tôi thấy cái cây này như cô gái xuất hiện hai lần ở đây đó. Ngộ ta. Ê. Gì? Cái cây này tại sao nó mọc cái lá kỳ vậy? Ai biết mọc cái hông. Mà mọc nó xuống. Mà tôi có kẹt một ra cái. À, mà mọc nó xuống rắc. Ừ. Người ta thường cái gì cũng vậy mọc lên. Đúng không? Ừ, nó chỉ xuống rồi. Ngộ vậy. Kỳ thật chứ. Ờ tiếng gì vậy? Mà ngay chỗ này, nó dưới này nó có cái ổ mối nè. Ổ mối mới nhú à. Ừ. Cái thân cây này thì là một cái thân cây gì đó mà tụi con không biết. Ờ tiếng gì không quên? Bên đây nè, nghe bên đây nè. Ê kìa. Ê mấy cái cây xài lớn luôn á. Đi qua luôn. Đi có thằng đây gai không nữa nè. Sao mà ở đây hiện cỏ dữ thần. Ừ. Mà phải vong không? Vong, khi mà họ giơ tay ra tác động cho mình cảm thấy biết mà. Dạ. Yeah. Nếu mà là người làm gì được, làm được điều đó. Ừ. Vong lên đây. Mà có vẻ như đây là một cô gái trẻ á. Mà lạ quá à. Ừ. Không có chỗ hoang vắng thế này diện vong linh xuất hiện lạ là chứ bình thường. Họ đó giờ chưa từng thấy ở đây. Ừ. Đôi khi mình thời gian qua không đến họ đến đó. Tôi xin. Tụi ơi mũi quá trời mũi vậy. Cô ơi cô nè, đang nè. Hiện tại á là đang ở đâu trong cái khu rừng này? Để cho nếu mà được chúng tôi đến đó giúp đỡ cho cô. Thấy rõ không? Thấy bị chá dữ ta. Ngay ánh nắng kìa. Dạ. Yeah. Gọi cái gan xích lần này chút. Thấy rồi mà mình cô gái đứng xuống chút cây. Qua đây nè, đặt cái máy đây nè. Đây nè. Được rồi. Ây da. Gai không đó là tự. Ừ. Cái máu luôn. Có máu có tiền. Tiền không thấy, thấy tiền thuốc á. Cô ơi, hay là chưa chắc đâu. Hồi nãy cái cây bên kia bả cũng lúc đó cây bển, bây giờ là cây này cũng vậy mà cây này bự hơn cây bển. Ừ. Ở đây cũng có cây nữa nè. Tôi á từng già chảy máu nữa. Hai con cháu từng ở đây giúp rất là nhiều phong linh ở đây rồi. Trời. Thì giờ hai chúng tôi trở lại đây á, ý định là tại vì tôi cũng không biết. Đây, kêu kìa. Hình như bên đó có phong nào tác động đến cái cây kia nữa thấy không? Ừ. Tôi hai con cháu tôi không có ý định á là đến đây là sẽ gặp cô. Tại vì hai con cháu đây là thật sự là gặp cô là một cái sự bất ngờ. Cơ duyên gì đó thôi. Chắc có thể là có duyên. Cho nên là cái gì? Tôi mới gặp được cô. Thì hiện tại hai con cháu á thắp lên ba nén hương này. Để nếu mà cô có oan ức gì hoặc là có cần sự giúp đỡ gì hai con cháu thì hai con cháu sẽ phát tâm giúp đỡ cho cô sớm được đi siêu thoát. Còn đó. Còn không? Còn, anh thấy mà. Còn tôi không thấy tiêu rồi. Đây nè.
Ủa cái cây gì rồi, để tôi coi thử nè, đắng nguyên đốt hả, ngang dưới gốc cây. Dạ chị má ơi, bây giờ giờ gì nè, cứ thấy cô gái xuất hiện đâu mà cứ đốt ngang cắm gốc cây đó. Ừ. Chứ biết sao vậy. Ôi trời, hết hồn tự nhiên quá lỡ đứa đầu lừ kìa. Có máy còn máy mình ưa vợ ưa ba trận lắm, phải coi mới được. Còn không? Còn không? Còn cô ơi bây giờ á, chúng tôi đến đây thì chắc lẽ cô mới gặp lần đầu thì có vẻ như e ngại và sợ hãi á, thì chúng tôi giải thích với cô rằng như thế này, giống vậy cô cũng là một hôn linh bình thường, vì nguyên nhân hồi đó cô mất có lẽ là rất là sớm nên thấy hình dạng của cô hình như là một cô gái rất là trẻ. Đúng rồi, thì cô đang chích quan hay hoặc là một cái điều gì đó mà cô còn uất ức và cô không đi được, và cô tìm nó ở đây để mà ẩn thân ở đây, thì cậu cháu tôi là đi tìm những vong linh khổ sở như cô để mà giúp đỡ, đưa về chùa cho cô tu tập để mà sớm thoát, và khuyên cô những cái lời khuyên để mà cô buông bỏ những cái gì đó cô đang cố giữ vào trong tâm trí của mình và đi không được đó. Thì cô hy vọng đủ rồi, không chịu quá. Cô có thể cho chúng tôi biết là cô từ đâu đến đây không? Ở nơi đây còn cái vong linh trước hai cậu cháu tôi đến đây á, là một người đàn ông có hình hài như một vị sư gì đó, một vị nhưng tiên ông. Nhưng mà hiện tại ở đây người đó còn hay không? Cô có thể cho chúng tôi đến nơi gốc cây đó cắm ba nén hương cho cô được không? Được. Đi đây đốt nhang. Mô vô Phật. Chào cô. Nhất cái tài quá. Cho tôi cắm ba nén hương đây. Gì? Được không? Cô ơi, hai cậu cháu á đến đây có hàm ý tốt, không có mong muốn điều gì hết. Sao cô dữ vậy? Bà này quá dữ. Vậy sao? Còn ở đó đó mẹ ơi. Có thể là mình đến lần đầu lạ đó, cố gắng khuyên cổ thời gian chắc lẽ cô sẽ có thể là chuyển tâm bởi. Nhưng mà một điều ở đây là không biết nguyên nhân sao cô đến đây, từ đâu đến đây. Có thể là cô gái này còn rất là trẻ luôn. Đi thẳng rồi, đi thẳng đúng không? Xét lộ, xét lộ, đi từ từ nhé, từ từ đi. Có phía sau ơi. Dạ. Quá trời lâu quá, để cái gai mọc lên rồi tùm lum chứ. Từ từ. Phía sau bà còn không biết. Ê bà gai ó quá trời, gai ó rồi. Ừ. Móc rồi nhức quá nhức. Tiêu quá. Đâu? Mất rồi. Đi về. Nó còn ở đây đâu. Tiêu rồi. Đi mất tiêu rồi. Có giỏng ở đây. Ý cái chỗ này nãy mình đi ngang luôn nè. Nãy đi ngang này. Ừ. Nhưng mà lúc nãy thì cô ấy đâu xuất hiện đây. Quay lại cái giếng là cái chỗ mấu chốt. Nãy xuất hiện đầu tiên đó. Ừ. Cô này từ đâu đến nè. Có thể là cô này, có thể là tôi nghĩ nha, chắc lại cô gái này có thể là mới mắc đây. Ừ, thế có nghĩa là che cái đồ đạc của mặt thôi. Đôi khi là lúc cô gái này rất là thích những cái bộ đồ nó sạch sỡ đẹp đẽ đó, nhưng mà con cái là do chắc có thể là bị vấn đề gì đó mắc sớm, và có thể là người thân đôi khi thương đó. Ây da, lúc mà chôn cắt có thể mặc bộ đồ như vậy cô, chứ không phải bộ đồ bình thường. Thì mình cũng đoán thôi chứ. Thì dạng đó mòn. Mà không dám chắc chắn. Có người ta chôn cái xe theo đó mà. Thì đó, mà mình vậy thì thấy cũng không có nên đâu. Xe gắn máy họ chôn luôn. Rồi họ bắt thôi cái linh hồn họ giữ của. Ừ. Họ giữ cái dạ. Giữ đâu hoài làm gì? Đã mắc rồi là buông bỏ tất cả rồi mà đưa những thứ đó làm gì? Đem theo đang giữ. Cái sao tại vì định nghĩ lúc đó còn sống thì yêu thích cái xe này quá đi. Đó. Rồi tìm theo luôn. Nhưng mà thật sự khi mà họ mắc rồi linh hồn bắt giữ đó hoài. Thì đó.
cứ quyến liếng đó đó, cứ theo giữ cái đó. Thường tao đốt bỏ hết. Nhưng mà nói xe cộ ai đốt? Ừ. Có gì không? Không. Ê. Hồi đó tôi thấy một cái lằn đen lội ngang giống mái tóc của gái đó. Yeah. Và thòn vậy đó. Vậy có gì nước. Lạ nữa không? Thì thấy nước bình tức nó yên tĩnh lắm. Yên tĩnh. Cái gì? Cái gì không biết. Tôi nghĩ là nãy quay không thấy gì, bự rồi rút lên cái bụp liền, ầm. Cái gì? Cái cô gái đứng đó kìa. Thấy không? Thấy qua bên. Sao cô gái xuất hiện nhiều chỗ dữ trời. Từ từ xuống nha. Nói chung là gai, ba cây gắn với cây ó không à. Nè nè nè. Nhau đi chứ. Không dám di chuyển luôn. Đi quá lẹ là móc cuốn họng liền. Móc cuốn họng. Cô ơi. Môi thật. À cô ơi. Nếu mà chúng tôi thật sự là những người xấu hoặc là những người không tốt thì chúng tôi không vất vả mà đi tìm đến những cái nơi như thế này đâu. Để mà tìm gặp cô cũng như giúp đỡ cho cô đâu. Đi ra. Gai không tờ. Gai không á. Thì chúng tôi mong rằng cô cũng sẽ hiểu được, cảm nhận được cái lòng của con cháu của tôi đến đây để mà giúp đỡ cho cô thôi, chứ không phải là ý đồ xấu gì mà cô đừng tác động và cũng như đừng có giữ. Mỗi quá. Thì khi tâm mình không tốt, mình tạo qua những điều đó thì càng ngày cái tâm mình càng xấu đi. Và hình hài của mình nó cũng xấu theo dần dần theo cái thời gian. Và cô sẽ không còn là chính bản thân cô nữa, có thể cô quá thành những cái hình hài gì đó ghê tợn, gùng gợn lắm. Đó, mặt mày của cô không được xinh đẹp nữa. Trước khi mà điều đó xảy ra, chúng tôi cũng khuyên cô rằng là nghe lời của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cô về những cái chùa gần đây nhất để mà cô có thể nghe được kinh kệ, nghe giảng. Ê, gai. Dạ. Dạ, cái gì trời? Ăn gì? Ôi trời. Gai ó bắt luôn cái ực kia nè. Nguyên cái nhánh cây luôn. Gì? Nguyên cái nhánh cây luôn. Rồi đi mất tiêu rồi. Đi. Có thể là mỗi lần cô gái này muốn kiểu như là muốn biến mất thì cô gái sẽ làm cái gì đó cho chúng ta bị này nọ. Cái dúi này. Cái này đi quá ghê rồi, quá gai rồi. Đi là sợ gai, móc vô xương cũng không có thịt luôn. Nó không ngáo, móc vô rồi khó gỡ lắm nè. Méo như nè. Dính đây luôn nè. Ừ, méo như dính là máu chảy liền á. Cái răng đâm vô cũng vậy đó, nhất bà cố. Cái răng thì nó đâm sâu, còn gai ói thì móc. Móc như lẹo như lưỡi câu. Cái lưỡi câu. Mà nó có ngạnh nó chắc rồi. Ê, mà cô gái này thấy hình như là càng ngày càng xuất hiện càng về cái giếng bể đó. Phải không? Nó ở đây. Ở đây. Có thể là cô gái đang dẫn mình đến một cái nơi đó không? Không biết nữa. Nó mất tiêu rồi. Để nhìn đây thấy coi. Võ già ngồi bên giếng bể kìa. Ngồi giếng bể nữa hả? Ừ. Quá vậy? Ở đây nhìn thấy mà mắt thường thấy mới cảm thấy không biết nè. Thấy không? Dơm thấy không? Dơm thấy. Thấy không? Không có tiêu. Ngồi đưa lưng thấy nè. Ngồi đưa lưng cái giếng đó. Quất cái mấy cái nhánh cây vậy. Ừ. Thấy mà nó rất là xa. Đứng vậy luôn. Ủa đâu phải. Ngồi trên mấy giếng. Ngồi trên mấy giếng. Thì gan giếng ngồi bên đây nè. Ừ. Nhưng mà tại sao mà ở bên đây là dẫn luôn. Lại. Ừ. Đi bắn luôn hay vậy? Đi luôn. Đi. Khó đi lắm nha. Gai góc không à. Chứ đây có mồ mã gì đây nè. Cái gì trời. Cái gì. Ê, cái đây có mồ mã của người kia đây nè. Có cái thành mồ nè. Nè thấy không. Thế. Mà hình như lấy cốt gội gì vậy. Có rồi. Mới còn cái nguyệt đó. Cô gái này thật sự nếu mà nói ra nếu mà những người mà ê, cái gì xin lỗi nhỉ, cái gì nguyên cái nhánh bành kia quặt luôn á. Đi ra khó ra dưới kìa. Cây sung hay gì, cây sung rừng.
Những cây lâm bụng nha. Thiệt tình nếu mà không phải người trong làm vấn đề tâm linh chắc không phải nghĩ là ma đâu. Ừ, có người không? Không phải là tâm linh, không phải là vong linh đâu. Gần gần luôn. Bây giờ nhà đặt máy cho hai mình đi bến luôn. Ừ. Thấy không? Cái gì? Thấy không? Một chấm thấy không? Thấy. Nó zoom lên luôn á. Cái gì? Còn đó. Còn. Phải thiệt. Đốt bài ngang đi. Từ từ. Nam mô A Di Đà Phật cô ơi. Thì nếu mà cô đã hiện rõ ban ngày như vậy rồi thì tôi nghĩ cô cũng là không phải là một ông linh thường nữa. Thì bây giờ xuất hiện ở đây thì có điều gì mà muốn giúp đỡ thì nói cho tôi biết để cho tôi tìm cách giúp đỡ cho cô hay cô. Đúng đi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì tôi không tin là làm vong đúng không? Rõ chứ. Mà không là mình cứ đứng ở đây là bế, là gần đốt xong nha, xong mà biết. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì? Đẩy ra. Ủa? Nó đi rồi. Mất. Ủa? Mưa đó mà. Đi rồi. Tiêu ơi, dỗ dạng vào đây rồi. Tao vừa lại tôi đứng đốt ba nhân hương á là bị đẩy ra mất tiêu luôn. Không chạy với mày. Có khi nào xuống đây em ta? Hôm nãy cái giếng bể tôi thấy tụt xuống. Nhưng mà ở đây thì không thấy tụt xuống. Không thấy nước luôn. Mắt. Thấy biến mắt. Có thể này biến chứ không phải là tụt giếng. Cái gì? Ở đầu cây nó quạt kim cây đi còn xuống kìa. Ừ. Để khi máy sao mẹ ở đây tao lấy cho nè. Ôi, gãy luôn rồi. Cô gái xuất hiện tới lượt vừa chỗ nào chứ biết đâu cái chỗ nào cố định đâu mà. Ừ. Khó chứ. Cái nhà giếng nè, là đang đốt nút nhang cái chỗ giếng đi. Giờ cô xuất hiện đâu chúng tôi cắm nhang ở đó và cũng như là bày tỏ tấm lòng của bản thân mình thôi. Nam mô Phật. Thì cô ơi thì thật sự không biết là cô có lẩn khuất ở đây hay không và có thể nghe được những gì tôi nói hay không. Thì hôm nay đến đây thì cậu cháu chúng tôi không phải là cố tình hay hoặc là cô đến đây chỉ là một cơ duyên nào đó đưa đẩy chúng tôi đến đây thôi. Thật sự ra thì hôm nay gặp cô thì cũng là một điều rất là bỡ ngỡ. Như là mới lần đầu thấy cô. Thì chắc có lẽ chúng tôi cảm nhận được cái sự oan khuất và như là một cái điều gì đó đang chiếm giữ cái tâm trí của cô và không để cho cô đi thoát được. Thì ở đây nói cho cô nghe thì cũng mong rằng cô nhận được thức được vấn đề đó và phát tâm để mà cậu cháu tôi có cơ hội để mà giúp đỡ cho cô được sớm siêu thoát hoặc là đi về chùa tu. Cũng là lắm thôi chứ. Không, cũng không có hiểu được là tại sao cái cô này bà ở đây mà từ đâu đến mà hình như bà không muốn thổ bài với mình. Và đặc biệt một điều đó, khi mà họ cô gái này xuất hiện mà giữa một cái đầu trống rồi luôn quay lưng mình. Bởi vì khi mà đứng ở gốc cây hay là chỗ nào đó phút phức thì cô lại nhìn mình giống như là cô đang e dè, đang sợ hãi một điều gì đó. Bởi khó hiểu.
giống như là họ sợ mình là những cái vị mà đi bắt vong hay hoặc là những vị thầy pháp nào đó hay bùa luôn. Cái gì? Một cái ma. Ủa cái trái của trái đâu? Ủa cái trái đâu? Trời ác dữ gì? Nó cũng trái đâu có hộp. Ông nhớ rồi đó. Cái gì? Cái gì? Ủa? Tên như tôi vừa thấy cái gì đây nè. Trên cái miệng giếng. Đây hả? Ừ. Mà cái gì mà tao vừa ấy cái mắt đi. Tôi vừa nhìn nó như bay dẹo bộng trọng. Xíu thử coi. Tao vừa thấy cái gì không biết nữa. Đây hả? Trên miệng giếng nè. Cô ơi, thì hiện tại giờ nếu mà cô đang lại hút ở đây, thì giờ nếu mà cô thật sự muốn nghe và muốn cậu giống tôi tỏ bài với cô để cô hiểu được thì mời cô hiện thân ở đây. Kỳ. Nãy tôi thấy cái gì giống như là ngay chỗ này nè. Gì vừa thấy hơi tôi vừa tính kêu mày cái mà la cái mà tiêu luôn. Hay là cô gái này muốn hiện ra mà giật mình. Thì sao tao biết được? Thì tại tôi giật mình tôi la cái này nè, cô gái hết hồn á. Đôi khi cô gái muốn hiện ra giao tiếp với mình thôi, khi cần điều gì đó muốn nói với mình đó, nhưng mà khi đôi khi mình giật mình la cô ấy hết hồn. Chẳng lẽ mày đáng sợ vậy sao? Không phải, đôi khi cái dương khí của mình nó nặng. Và giữa thanh thiên mình nhật cái này ban ngày nữa thì tất nhiên cô ấy sẽ yếu lại. Ngay chỗ này luôn á. Tao cũng tưởng tôi là mày bây thấy. Bây giờ về đi. Về đi rồi. Kìa. Trời ơi, bả gõ gàng. Cô ơi cô. Thì bây giờ hiện tại đó, hai con cháu tôi ở đây. Thì bây giờ á đến đây rồi á là có thể là có duyên cái nợ gì đó. Bao không nhiêu nợ. Nói chung là có duyên thì tôi mới đặt chân ở đây, mà cô không nghĩ hôm nay là tôi gặp được cô ở đây nữa. Mà thật sự cậu cháu tôi có biết phải là cô là vong hay không? À, tại cô xuất hiện nó quá rõ như một con người bình thường. Hành tinh nữa chứ vong gì nữa. Chứ ngoài ra chúng tôi nghĩ chắc có lẽ là cô là một con người hoặc là một người nào đó không được bình thường và đi lạc đường rồi những cái chốn này thôi chứ. Đó. Bây giờ như thế này. Cô đang cần điều gì? Cứ tỏ bài ra. Nếu mà trong trường hợp điều kiện chúng tôi giúp đỡ cho cô được thì cậu cháu tôi sẽ hết lòng hết sức để giúp đỡ cho cô ha. Cô đừng có sợ chúng tôi sẽ bắt cô hoặc là những vị thầy pháp hoặc là những thầy bùa để bắt cô đâu. Đó, tôi không phải làm điều đó. Nếu mà muốn bắt là bắt cô ngay bây giờ. Chứ đâu mà còn giải thích chứ cô hiểu. Chỉ của đó.